quý vị, cá hồi từ lâu đã được mệnh danh là một loại thực phẩm vàng đối với sức khỏe của con người, mà đặc biệt là đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Và có lẽ là quý vị cũng đã từng thưởng thức rất nhiều những món ăn được chế biến từ nguyên liệu cá hồi đúng không nào? Có thể là salad cá hồi nè, hay là cá hồi áp chảo, rồi cá hồi chúng ta có thể dùng làm sushi rất là ngon nữa. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chuyên gia ẩm thực Võ Quốc sẽ mang đến cho quý vị một công thức chế biến cá hồi rất đặc biệt. Và đặc biệt ra sao thì phải gặp anh Võ Quốc mới biết. Em chào anh Võ Quốc ạ. Chào Dũng Loan, Võ Quốc cũng chào quý khán giả thêm đài. Thật ra thì lúc nãy giờ nghe Dũng Loan giới thiệu là rất là nhiều món ăn từ cá hồi. Nhưng mà thiếu món là cá hồi nấu sữa. Cá hồi nấu sữa. Thật ra là cái món này nghe cũng hơi lạ. Tại vì trước giờ Loan thấy là mọi người nấu với nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng mà hình như cũng chưa nấu với món này bao giờ hết trơn á. Thật ra cái món cá hồi nấu sữa là một món Âu. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì Quốc muốn nấu theo cái kiểu nó cũng Âu nhưng mà nó hơi lai lai kiểu Việt Nam tí xíu để cho mình dễ ăn. Thì dạ, trong cá hồi thì nó có chứa rất là nhiều omega 3. Dạ. Đó, rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Và cái phần riêng phần cá hồi á thì lại là thịt á với lại mỡ nó lại lẫn với nhau. Đó, nên là khi mình ăn thì nó sẽ béo, nó ngon. Diễm Đoàn có biết là riêng cái cá hồi thì nói chung nguyên con mình không bỏ một cái phần gì hết. Nó cái phần da thì họ lạng ra xong họ lấy họ nhúng bột và chiên giòn ăn cũng ngon. Rồi phần đầu thì cũng mang đi nấu lẩu. Còn cái phần nó sẽ có những cái phần xương sụn. Rồi cái phần mà xương giữa đó, xương nằm ở giữa thì đem đi nấu nướng lên để nấu nước dùng. Nghe qua thì cũng thấy là đây là một trong những cái loại thực phẩm mà không chỉ là bổ dưỡng đâu mà còn giàu giá trị kinh tế nữa. Mua và dùng được hết luôn. Bây giờ trước tiên là đi chợ, em sẽ phải mua những gì ạ? Để thực hiện món này thì chúng ta sẽ có là 500g phi lê cá hồi, cà rốt, khoai tây, hành tây, gừng, sữa, bơ, rượu vang trắng và đặc biệt là phải có sữa đặc Cẩm Thọ. Anh Quốc ơi, sao mà mình có sữa tươi rồi mình lại có thêm sữa đặc nữa hả? Cái phần sữa tươi á là nó chỉ béo thôi, còn cái phần sữa đặc thì mình cho vào nó có cái mùi thơm và nó cũng béo luôn. Có một số người á, người Việt thì không có quen ăn cái vị béo của bơ nhiều quá đó, và cũng không chịu được cái mùi của bơ. Chính vì thế chúng ta sẽ thế bằng cái sữa đặc vô thì ăn nó sẽ đều cái vị hơn, nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện những câu nào ạ? Đầu tiên thì cái phần cá hồi này á, mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Thì mình cắt cỡ quân cờ á. Rồi. Cá hồi thì em thấy là họ phân ra làm nhiều loại thịt khác nhau. Đúng ở rồi, nhiều vị trí khác nhau nữa. Thì nấu món cá hồi này chúng ta sẽ dùng loại thịt như thế nào ạ? Nấu món cá hồi này thì chúng ta chỉ cần mình dùng cái phi lê thôi. Phi lê là được rồi, còn không á, để ngon hơn nữa đó thì chúng ta sẽ dùng cái phần bụng á, phần bụng cá hồi. Đó thì ăn nó sẽ béo hơn. Yeah. Nhưng mà thật ra thì cái phi lê thì người nào ăn cũng được. Phần bụng thì nó béo quá, có người cũng hơi ngại. Dạ. Yeah. Phần cà rốt với lại khoai tây á thì mình sẽ cắt hạt lựu. Đây, cắt hạt lựu như thế này. Nếu như mà bây giờ em không dùng cà rốt hay khoai tây, em có thay được loại nào khác không anh ha? Thật ra những cái loại mà rau củ cho vào thì chúng ta có loại nào chúng ta cho loại đó vào. Cà rốt nè, khoai tây nè, rồi đậu petit bo nè, rồi bông cải xanh, bông cải trắng đều được hết luôn. Như vậy cũng dễ dàng để chúng ta có thể thay đổi cái khẩu vị. Nếu như tuần này ăn món này với lại cà rốt khoai tây, tuần sau chúng ta đổi những loại rau củ thì cũng hay. Rồi bây giờ Quốc sẽ bật bếp lên nha. Bật bếp lên mình sẽ cho cái phần bơ này vào liền. Cái phần bơ này mình sẽ chỉ dùng hết mà mình cho một phần vào trước thôi. Đây mình sẽ để lửa nhỏ cho bơ nó tan ra. Cái phần hành tây này á mình sẽ cắt hạt lựu.
cho hết cái phần hành tây này vào. Đây, bác sẽ cho tí xíu gừng, để về. Cái này em mới thắc mắc nè. Wow. Đập dập mình cho vào nha. Mình cho gừng vô với tác dụng gì vậy? À, mình cho gừng vào để mình khử bớt đi cái mùi của cá hồi. Thì thật ra thì cũng không phải là người nào cũng ăn được cá đâu. Dạ. Nên là với lại là những cái món hải sản theo cái cách nấu của người Việt Nam mình á là thường phải có gừng hoặc là xả vào để cho nó triệt tiêu cái tính hàn ở trong hải sản. Dạ. Khi mình thấy cái phần hành tây á nó hơi héo héo lại. Đó, hơi héo héo lại là được rồi. Bắt đầu mình sẽ cho cái phần cá vào. Dạ. Rồi, khi cho phần cá vào á thì vừa cho vào á, là mình sẽ đảo nhanh lên nha. Thì lúc này cá nó chưa chín, nó vẫn còn dai. Khi mình đảo xong rồi á, khi nó áo hết phần bơ rồi á thì mình ngưng đảo nữa, hoặc sau này mình chỉ lắc chảo như vậy thôi để cho phần cá nó không vỡ ra. Lúc mà chúng ta lắc chảo liên tục này thì để lửa lớn hay lửa nhỏ ạ? Để lửa lớn rồi bắt đầu mình sẽ cho cái phần rượu vang trắng này vào, cho một ít rượu vang trắng để cho nó mùi nó thơm hơn. Rồi cái phần cà rốt với lại khoai tây á mình sẽ cho hết vào lúc này luôn. Rồi khi cho cà rốt khoai tây vào á thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi, cho hết phần sữa tươi này vào nha. Bắt đầu nghe cái mùi thơm của sữa kết hợp với lại cái vị béo của bơ rồi đó. Rồi cái đến là mình sẽ cho một thìa súp sữa đặc vào. Đây. Rồi mình sẽ nêm gia vị vào đây. Và gia vị nêm đây rất đơn giản thôi. Mình chỉ cho hạt nêm với lại tí xíu muối. Rồi mình cho tí xíu muối vào. Rồi cũng tiếp tục lắc chảo như vậy. Đảo như vậy. Và khi mình cho khoai tây với lại cà rốt vào á thì mình chỉ việc mình thử cái khoai tây thôi, cái khoai tây vừa chín tới thôi. Mình đừng cho nó bở ra để nó còn hơi dẻo. Còn cái phần cà rốt thì mình có thể ăn sống được, cà rốt cũng rất là nhanh chín. Đó. Mình thử phần khoai tây mà thấy được là bắt đầu mình sẽ tắt bếp. Mình làm thấy là món này mình nấu rất nhanh, khoảng từ 5 cho đến 10 phút thôi là được rồi. Thế Diễm Loan thấy không? Mình không cho bất cứ một miếng bột nào vào, chỉ cần có sữa đặc thôi, nó sẽ tạo độ sánh vậy. Đây, mình sẽ rắc miếng tiêu lên nha. Rồi sau mình sẽ bỏ vài cọng ngò tây lên. Đây, mời Diễm Loan thưởng thức. Diễm Loan sẽ thử nha. Nếu mà quý vị ăn với bún á, hoặc là ăn với cơm á, thì mình sẽ nêm cho nó đậm đà thêm tí xíu nữa. Còn nếu mà chấm bánh mì á, thì mình chỉ nêm nó vừa đủ ăn thôi. Thông thường với những cái món ăn mà cái phần nước súp mà nó sệt lại á, thì ra cái khi mà thưởng thức vào thì chúng ta sẽ có cái cảm giác của nó một chút có vị ngọt ngọt. Đúng rồi, chính xác. Nhưng ở đây thì chúng ta không cảm nhận được việc đó, bởi vì cái sự sánh này nó tạo ra từ chính cái sữa lượng sữa đặc. Và Loan thấy là nó thơm nhẹ nhẹ nè, rồi nó béo nhưng mà không quá nhiều cái chất béo. Vì vậy mà cái sự mềm mại, dễ chịu, ngọt ngào này sẽ rất là phù hợp cho trẻ em. Nếu như ở nhà mà chúng ta có các bé nhỏ thì đừng quên là hãy chuẩn bị cho các thiên thần của mình món ăn này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Loan và đầu bếp Võ Quốc xin chào tạm biệt.